Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay thì Khánh sẽ hướng dẫn tất cả anh em xây một kiểu tóc 37 nha anh em nhé. Bước đầu tiên thì anh em xả gội đầu ký, rồi anh em chia ngôi ra. Rồi anh em sẽ tiến hành xây phần một bên trước nhá, rồi anh em sẽ xây khô như Khánh bây giờ nhá. Rồi, anh em sẽ lấy tay luồn vào như Khánh này bây giờ nhá. Rồi anh em để mức nóng nhá anh em nhá. Mình sẽ quay tua chậm này được. Mình sẽ đó. Mình sấy vào chân, sấy vào chân và chân vào mức nóng nhá. Rồi anh em lại lấy đít máy sấy nguội để định hình, để cho nó nguội, để nó định hình lại luôn nhá. Đó, như anh em thấy không ạ, nó dựng lên rồi. Anh em lại chia tiếp theo ngôi thứ hai nhá. Đó đó, ok anh em thấy không ạ, vẫn làm y hệt tương tự như thế nhá. Lấy tay luồn vào đó, đã bồng lên rồi. Vẫn là bên nóng sấy vào chân nhá. Anh em mình khách tự làm vào đầu của mình thì anh em cảm nhận về sau này mình làm cho khách thì mình sẽ cũng tương tự làm mà cảm nhận như thế nhá. Không để quá lâu đâu. Cái này thì mình tua hơi chậm một tí để cho anh em cùng nhau xem nhá. Để anh em nhìn kỹ hơn đó. Đó, anh em thấy bồng hơn không ạ? Bồng hơn đúng không? Đó, nhưng em thấy thì ở đây thì Khánh đã sấy rất là bồng lên để cho anh em cùng nhau tham khảo rồi. Nếu mà mình sấy được bồng lên như này rồi, anh em dùng sáp thì đại loại là nói chung thì nó cực kỳ dễ để mình tạo kiểu luôn. Đó, kể cả phần bên này thì anh em mình khắc sấy cho bản thân của mình, thì anh em xem video này thì anh em cứ làm theo video này, đảm bảo là anh em thành công 100% luôn, khắc sấy cho chính bản thân của mình ấy. Bởi vì chính bản thân của mình không thể nào là lúc nào mình cũng đi tiệm để cho thợ người ta sấy được, nên là anh em hãy học cách nào mà mình khắc tự sấy ở trong nhà nhá anh em nhá. Mình khắc tự sấy nhá anh em nhá. Rồi ok, xong thì anh em sẽ dùng sáp nhá, anh em sẽ dùng sáp bóp lên. Đó, mình tu chậm này để cho anh em cùng nhau xem này. Dùng sáp bóp lên, bóp lên rồi anh em chỉnh sửa những cái đường vân, đường nếp nào mà đẹp như mình mong muốn là anh em xịt gôm vào là ok. Đó, mình lấy tay chỉnh chỉnh tết tết để cho nó có cái đường đường vân đẹp, rồi anh em bắt đầu xịt gôm vào này, xịt gôm vào để nó khô cứng là ok nha anh em nhé. Rồi, video đến đây có lẽ là gần như kết thúc. Nếu bạn anh em cảm thấy hay thì anh em nhớ like và chia sẻ thả tim để cho Khánh biết các bạn còn tương tác với Khánh nhá, để Khánh có động lực để làm tiếp video để hướng dẫn tất cả anh em nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em.